Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. 9 tháng đầu năm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam thu ngân sách ước đạt 776,5 tỷ đồng. Gặp gỡ nông dân Nguyễn Kim Hùng ở xã Nhân Thắng, huyện Sa Bình, tỉnh Bắc Ninh đam mê sáng chế khoa học. Từ ngày 20 tháng 10 năm 2018, người bán thức ăn chín không đeo găng tay sẽ bị phạt. Xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, ra quân dọn vệ sinh môi trường. Cần ngăn chặn việc tự ý mở bến đò trên sông Bắc Hưng Hải, đoạn qua xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình. 9 tháng đầu năm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam thu ngân sách ước đạt 776,5 tỷ đồng, bằng 127% kế hoạch năm. Trong đó thu từ kinh tế đạt tiến độ ước đạt trên 318 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch tỉnh giao, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Một số chỉ tiêu thu ước đạt và vượt tiến độ so với dự toán năm và so với cùng kỳ như thu tiền thuê đất, thuế thu nhập cá nhân, thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thu khác ngân sách, v.v. Còn hai chỉ tiêu huyện Thanh Liêm thu đạt tỷ lệ thấp là thu lệ phí trước bạ và thu thường xuyên tại xã. Phát huy kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế trong nhiệm vụ thu ngân sách, từ nay đến hết năm 2018, huyện Thanh Liêm tập trung các nhóm giải pháp để hoàn thành dự toán thu, đặc biệt là đối với các lĩnh vực còn thấp, đồng thời quản lý chặt chẽ chi ngân sách, đảm bảo chi đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Thời gian qua, ngoài tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ngành nông nghiệp huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân từng bước phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, chủ động phòng chống dịch bệnh, xử lý môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nay toàn huyện có 73 trang trại và 813 gia trại vùng nuôi thủy sản với diện tích 3.200 ha, tập trung tại các xã Văn Phú, Sơn Thành, Thanh Lạc. Để phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, huyện quy hoạch phát triển chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm và cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung. Chỉ đạo các xã đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng và phát triển bền vững. Hình thành các chuỗi giá trị sản xuất thịt và trứng sạch an toàn. Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm từ chăn nuôi các loại cây con đặc sản. Chăn nuôi theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường chính là giải pháp quan trọng để Nho Quan hướng tới nền nông nghiệp sạch, an toàn, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành nông nghiệp tỉnh nhà. Vốn đam mê cơ khí và gắn bó với nghề nông từ nhỏ, ông Nguyễn Kim Hùng ở xã Nhân Thắng, huyện Sa Bình, tỉnh Bắc Ninh luôn thấu hiểu những khó nhọc của người nông dân. Chính vì thế, sau khi rời quân ngũ trở về quê hương, ông đã luôn tìm tòi sáng chế các loại máy móc phục vụ sản xuất nông ngư nghiệp, giúp bà con nông dân đỡ vất vả, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả công việc. Gần 30 năm qua, ông Nguyễn Kim Hùng vẫn ngày đêm miệt mài nghiên cứu, cải tiến và hoàn thiện các thiết bị máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong đó sản phẩm được ông dành nhiều tâm huyết hơn cả là máy bơm siêu chịu mặn, được ông chế tạo thành công vào tháng 5 năm 2017. Đây cũng là sáng chế giúp ông đạt giải nhất cuộc thi Nhà nông sáng tạo tỉnh Bắc Ninh năm 2017. Ưu điểm của sản phẩm này là khả năng chịu mặn cao, chống được sự oxy hóa ăn mòn của môi trường, đặc biệt là những vùng nước mặn giúp tăng độ bền của máy. Giải pháp được ông đưa ra là thay thế các linh kiện, nguyên liệu bằng nhựa ABS kết hợp cùng phương pháp anode hóa bề mặt vỏ động cơ và trục bơm inox được nối với trục động cơ bằng phương pháp hàn ma sát. Cùng với các sản phẩm khác, máy bơm nước siêu chịu mặn đã đem về doanh thu 6 tỷ đồng mỗi năm cho gia đình ông. Qua đó, tạo việc làm ổn định cho 15 lao động địa phương với mức lương từ 6 đến 7 triệu đồng một người trên tháng và hàng chục lao động thời vụ. Nói chung là cái máy bơm thì nó là cái mặt hàng truyền thống sản xuất nhiều năm rồi. Thế nhưng máy bùn thì giờ là cái nhu cầu của người dân thì họ rất là quan trọng về cái hút bùn. Nên do vậy tôi đang tập trung vào cái hút bùn để làm sao cho cái sản phẩm nó đạt được một cái hiệu quả cao nhất. Bên cạnh máy bơm siêu chịu mặn, dòng sản phẩm máy bơm 3,7 kW dòng chế tạo cũng phục vụ đắc lực quá trình sản xuất nông ngư nghiệp cho bà con khi thay thế được 20 lao động, giúp tiết kiệm lớn chi phí nhân công. Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục nghiên cứu sáng chế ra máy hút bùn và máy sục tạo khí oxy hòa tan để ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, giúp giảm dịch bệnh, quản lý tốt môi trường ao nuôi và nâng cao mật độ nuôi. Hiện nay, cơ sở đã cung cấp sản phẩm và linh kiện cho hơn 100 đại lý lớn nhỏ tại nhiều tỉnh thành phía Bắc. Thưa quý vị và các bạn,
Khoai lấy bồng là một giống cây mới có xuất xứ từ Thái Lan và đang được nhân ra trên diện rộng ở khu vực đồng bằng sông Hồng. Tại tỉnh Thái Bình, giống cây này đã được một số người dân mạnh dạn trồng và bước đầu cho hiệu quả kinh tế, ghi nhận của phóng viên thời sự. Vốn có nghề mộc gia truyền với thu nhập cao, sau khi nhận thấy trong thôn có nhiều ruộng đất bỏ hoang do cây lúa kém hiệu quả, ông Nguyễn Văn Riên đã quyết định thuê ruộng và đầu tư mua giống trồng 2 mẫu cây khoai lấy bồng. Ban đầu ông cũng gặp không ít khó khăn do phải cải tạo lại đất, nhưng nhờ cần cù chịu khó, sau 1 năm, 2 mẫu ruộng trồng bồng khoai của ông đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Theo ông Riên, cây khoai lấy bồng cho thu hoạch quanh năm, lại là loại rau sạch dễ trồng và không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nên được rất nhiều người ưa chuộng. Trung bình mỗi ngày, ruộng khoai của ông cho thu hoạch từ 30 đến 50kg bồng khoai chưa qua sơ chế. Mỗi tháng sau khi trừ chi phí, mang lại thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng. Cây khoai này làm nó không bao giờ có sâu bệnh, gần như là không phải phun thuốc sâu. Thứ hai nữa là nhân công cũng ít thôi. Nếu chỉ 2 nhân công làm trong vòng 5 sào là vừa. Không chỉ cho thu nhập cao, mô hình trồng khoai lấy bồng của ông Riên còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều bà con địa phương. Bồng khoai sau khi lấy ở ruộng về, được ông thuê người làm sạch và đóng gói hút chân không. Hiện nay, sản phẩm bồng khoai của ông Riên không chỉ tiêu thụ ở trong tỉnh mà còn xuất bán sang các địa phương khác như Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh. Tôi làm ở đây được 6 tháng rồi. Công việc ở đây thì cũng ổn định, nhưng mà mỗi tháng thì tôi thu nhập được 4 triệu. So với cấy lúa thì là tôi làm đây thì vẫn còn nhàn hơn là so với cấy lúa. Đến nay, ông Riên đã có thể tự sản xuất ra giống khoai và cung cấp giống cho bà con có nhu cầu trồng. Mạnh dạn nghĩ khác và làm khác đã giúp ông Nguyễn Văn Riên thành công, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn nhân rộng mô hình giúp nhiều người khác làm giàu. Với mục tiêu đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp và lập nghiệp nhằm định hướng nghề cho đoàn viên thanh niên, đoàn xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên luôn khuyến khích thanh niên làm giàu ngay chính trên quê hương mình. Bên cạnh việc nhận ủy thác từ ngân hàng chính sách giúp những đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế được vay 20 triệu đồng một hộ, giải quyết cho hàng trăm đoàn viên thanh niên được vay vốn, đoàn xã Hoàn Long còn tập hợp thanh niên nhằm tự giúp nhau lập nghiệp. Theo đó, mỗi đoàn viên có điều kiện phấn đấu giúp đỡ một đoàn viên về cây, con giống và hỗ trợ kỹ thuật. Mô hình to hỗ trợ mô hình nhỏ. Đến nay trên địa bàn xã có 60 mô hình phát triển kinh tế do đoàn viên thanh niên làm chủ, tập trung chủ yếu phát triển thế mạnh nuôi gà lai Đông Tảo và trồng cam quất cảnh. Một số mô hình lớn như mô hình nuôi gà của anh Lê Quý Tuệ, mô hình trồng quất cảnh của anh Đỗ Văn Nhất cho thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đến thời điểm này, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã trồng được 400 trên tổng số 600 ha cà rốt chính vụ. Trong đó, 100 ha được áp dụng hệ thống tưới nước tự động. Diện tích cà rốt sử dụng hệ thống tưới nước tự động tập trung tại 2 xã là Cẩm Văn và Đức Chính. Để áp dụng hệ thống này, bình quân mỗi sào nông dân đầu tư cơ sở vật chất ban đầu cho từ 1,5 đến 2 triệu đồng cho một sào cà rốt. Việc áp dụng hệ thống tưới nước tự động trong trồng cà rốt giúp nông dân giảm nhân công lao động, giảm chi phí sản xuất, chủ động được nguồn nước và hiệu quả tưới thẩm thấu sâu hơn với cách tưới truyền thống. Theo kế hoạch, từ vụ trồng cà rốt tới đây, huyện Cẩm Giàng phấn đấu có 50% diện tích được áp dụng hệ thống tưới nước tự động. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết đang trong giai đoạn giao mùa, ngày thì nóng, về đêm thì lạnh, đây chính là điều kiện thuận lợi để cho các loại vi khuẩn, virus phát triển và gây bệnh. Tại nhiều bệnh viện, số bệnh nhân đến khám và nhập viện tại các bệnh viện liên quan đến đường hô hấp tăng đột biến, chủ yếu vẫn là trẻ nhỏ và người cao tuổi, do sức đề kháng kém, cơ thể chưa kịp thích nghi với sự thay đổi của môi trường. Phản ánh của phóng viên tại Bệnh viện Đa khoa Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Có thể thấy một trong những đối tượng chính của bệnh giao mùa chính là trẻ nhỏ, nhất là ở những bé có hệ miễn dịch yếu, dẫn đến tỷ lệ trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp gia tăng. Tại Bệnh viện Đa khoa Quế Võ, trong một tháng trở lại đây, số lượng trẻ đến khám tăng gấp 2 lần, thậm chí gấp rưỡi so với thời điểm trước. Các bé được chẩn đoán thường là các bệnh viêm phế quản, viêm phổi, sởi hoặc tiêu chảy. Đây là những bệnh có dấu hiệu hết sức phức tạp, khiến bé ho nhiều, sốt cao, mệt mỏi và chán ăn. Trẻ càng nhỏ
thì bệnh diễn tiến càng nhanh nên việc điều trị thường lâu dễ tái phát và phức tạp hơn. Để kịp thời ứng phó với bệnh giao mùa, Bệnh viện Đa khoa huyện đã tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chủ động tăng số lượng bàn khám, có phương án bảo đảm nhân lực tiếp đón và thăm khám bệnh nhân. Đồng thời, có những khuyến cáo đối với gia đình bệnh nhân. Khi phát hiện thấy các triệu chứng khác thường, không nên tự ý mua thuốc khi không có sự hướng dẫn của bác sĩ. Cần đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế để được bác sĩ theo dõi và điều trị hợp lý. Theo quy định số 115 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10, những người bán thức ăn không sử dụng bao tay mà tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín sẽ bị phạt tiền thay vì chỉ bị cảnh cáo nhắc nhở. Ngay từ đầu tháng 9, khi nghị định được ban hành, đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người bán và người mua, ghi nhận tại thành phố Hải Dương. Tại thành phố Hải Dương, gần như bất kỳ tuyến phố nào cũng có cửa hàng ăn uống. Là một trong những chủ quán bán đồ ăn có tiếng tại phố Lý Thường Kiệt, ý thức được việc giữ gìn thương hiệu của gia đình từ hàng chục năm nay, nên bà Lê Thị Loan luôn đeo găng tay khi bán hàng cho khách. Cái này chúng tôi là giữ vệ sinh chung, nó đeo găng tay nó là từ trước này, nó là mười mấy năm làm nghề rồi chứ không phải bây giờ. Bản thân tôi và cùng với lại các nhân viên phục vụ đều có một cái ý chung để bảo vệ sức khỏe cho khách. Không chỉ ở những cơ sở kinh doanh đồ ăn uống có thâm niên lâu năm, mà ngay cả những người bán hàng thức ăn đường phố cũng đồng tình với quy định mang tính chất bắt buộc này. Không phải là bây giờ nhà nước quy định là chúng tôi mới đeo găng tay, mà chúng tôi đã đeo từ trước khi là nhà nước đã quy định để giữ gìn vệ sinh chung cho khách hàng. Khách hàng trông ăn người ta mới đảm bảo hơn. Tuy nhiên thực tế trên địa bàn thành phố Hải Dương, nhiều chủ cửa hàng kinh doanh đồ ăn uống vẫn sử dụng tay không khi tiếp xúc với thức ăn như thế này. Vì vậy, với quy định tại Nghị định 115 sắp có hiệu lực, không đeo găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín hoặc thức ăn sẽ bị phạt từ 500 đến 1 triệu đồng, theo người dân là hết sức cần thiết. Tôi nhất trí với lại chính sách của Đảng và Chính phủ cũng nên xử phạt để bán hàng phải đúng quy định là phải đeo găng tay để cho đảm bảo vệ sinh, để cho sức khỏe cộng đồng đảm bảo. Thực tế không ít ý kiến cho rằng người bán hàng đeo găng tay không phải là yếu tố quyết định thực phẩm đó có đảm bảo sạch hay không, mà quan trọng là nguồn gốc thực phẩm và quá trình chế biến. Đeo găng tay chỉ là một phần đảm bảo trong quy trình chế biến thực phẩm sạch. Vì vậy, cùng với kiểm tra thực hiện quy định này, các cơ quan chức năng cần kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ngay từ gốc và quy định chế biến thực phẩm. Hội đồng Quản lý Quỹ Khuyến học Khuyến tài Ngô Thị Nhậm, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức khen thưởng cho học sinh, sinh viên và giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018. Sau hơn 5 năm thành lập, Quỹ Khuyến học Khuyến tài Ngô Thị Nhậm đã đóng góp một phần quan trọng vào sự phát triển chung của phong trào khuyến học khuyến tài của thành phố Tam Điệp. Tính đến thời điểm hiện tại, Quỹ Khuyến học Khuyến tài Ngô Thị Nhậm đã vận động số tiền 600 triệu đồng. Trong chương trình khen thưởng lần này, Hội đồng Quản lý Quỹ Khuyến học Khuyến tài Ngô Thị Nhậm đã trích số tiền trên 80 triệu đồng khen thưởng cho 209 học sinh sinh viên có thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp và 80 thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trong năm học 2017-2018. Năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt công tác quản lý và giáo dục học sinh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học. Ngay từ những ngày đầu năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định đã chỉ đạo các nhà trường tổ chức tuần lễ sinh hoạt học đường với các hoạt động phù hợp điều kiện của mỗi nhà trường nhằm giúp học sinh phát huy được tính tích cực, chủ động sáng tạo, tự quản của học sinh làm quen với môi trường giáo dục mới, điều kiện học tập, phương pháp giáo dục và cách đánh giá kết quả giáo dục trong nhà trường. Các trường học đã củng cố đội ngũ bảo vệ chuyên trách, các đội thanh niên xung kích, câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội, đội thiếu nhi Sao Đỏ và các tổ nhóm tự quản nhằm đảm bảo nền nếp của lớp của trường. Lực lượng công an các cấp phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ các nhà trường kinh nghiệm phòng ngừa tội phạm, quản lý học sinh sinh viên ngoại trú, quản lý học sinh trên đường đến trường và từ trường về nhà. Các nhà trường cũng tích cực tổ chức tốt công tác trực ban, tuần tra, bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự trong trường và trước cổng trường, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, mất trật tự về an toàn giao thông. Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam phối hợp với Chi hội Phụ nữ thôn Bồng Lạc, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề Tiếng hát tình quân dân.
Với các ca khúc ca ngợi Đảng Quang Vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, chương trình giao lưu văn nghệ đã thu hút đông đảo bà con nhân dân địa phương đến xem và cổ vũ. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm thắt chặt tình cảm quân dân gắn bó, tô thắm hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ, đồng thời góp phần tích cực cùng nhân dân địa phương xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Đây cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng ủy, Chỉ huy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Liêm đã tặng 10 suất quà cho các hội viên hội phụ nữ tiêu biểu và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhưng đã nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Diễn ra từ tháng 4 năm 2018 với sự tham gia của 100% các huyện, thành phố và ngành công an, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Ninh lần thứ 8 đã đi được 2/3 chặng đường. Khác với kỳ đại hội lần trước, ở đại hội lần này, số môn thi đấu được các đơn vị tham gia đồng đều hơn. Bên cạnh đó, chất lượng chuyên môn của kỳ Đại hội Thể dục Thể thao lần này được đánh giá cao hơn nhiều so với những kỳ đại hội trước. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 8 thu hút gần 1.000 vận động viên của 8 huyện, thị xã, thành phố và ngành công an tham gia tranh tài ở 14 môn. Đi hết 2/3 chặng đường, đến nay huyện Sa Bình đang dẫn đầu với 76 huy chương, 27 huy chương vàng, 20 huy chương bạc, 29 huy chương đồng. Xếp sau lần lượt là huyện Quế Võ và Thuận Thành. Khác với kỳ đại hội lần trước, ở đại hội lần này số môn thi đấu được các đơn vị đăng ký tham gia nhiều hơn. Điều đó đã phản ánh sự phát triển đa dạng của phong trào rèn luyện thể dục thể thao quần chúng nhân dân. Không chỉ tập trung vào những môn thể thao cá nhân, việc tập luyện thể thao quần chúng đã thực sự phát triển phù hợp theo năng lực và sở trường của mỗi người dân, khiến số môn thể thao được ưa chuộng ngày một tăng lên. Trong đó, đặc biệt phải kể đến các môn như bóng chuyền, cầu lông, việt giã. Chính sự phát triển đa dạng của phong trào thể dục thể thao quần chúng giúp chất lượng chuyên môn của kỳ đại hội thể dục thể thao lần này được đánh giá cao hơn nhiều so với những kỳ đại hội trước. Trước tình trạng dọc đoạn sông dẫn nước từ làng Cát Đằng chạy qua thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, nước sông bị ô nhiễm trầm trọng do người dân ngâm nứa tre phục vụ cho sản xuất sơn mài. Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên vừa chỉ đạo các xã tập trung lực lượng, ra quân giải tỏa dưới lòng sông và hai bên hành lang. Tại các xã đã tổ chức tháo dỡ, chặt cây cối vi phạm hành lang hai bên dòng sông, lực lượng an ninh trật tự cũng đã phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho lực lượng giải tỏa. Cùng với đó, các xã Yên Tiến, Yên Ninh và thị trấn Lâm đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn nhân dân không tái vi phạm. Việc đẩy mạnh tuyên truyền và đồng loạt ra quân thực hiện giải tỏa tre, nứa, ngâm dưới lòng sông và hai bên hành lang đoạn sông ô nhiễm từ Cát Đằng đến Yên Tiến đến thị trấn Lâm, bước đầu đã lập lại được hành lang an toàn giao thông trên địa bàn các xã, lòng đường vỉa hè thông thoáng, nhân dân ủng hộ nghiêm túc chấp hành. Đây cũng là hoạt động để huyện Ý Yên hoàn thành tiêu chí môi trường và sớm trở thành huyện nông thôn mới vào cuối năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, khu vực trước cửa cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hải Dương đang trở thành nơi tập kết xác của các tiểu thương buôn bán ở chợ Con thuộc địa bàn phường Quang Trung, thành phố Hải Dương. Tình trạng này gây ô nhiễm môi trường xung quanh và ảnh hưởng đến nhiều cơ quan công sở trong khu vực này. Buổi sáng dọc phố Phạm Sư Mệnh, nhiều tiểu thương buôn bán tự phát ngoài khu vực chợ Con. Người mua kẻ bán tấp nập khiến cho giao thông trên con phố này ách tắc. Đến buổi chiều, khi chợ tan, lượng rác thải từ các hộ buôn bán được tập trung lại ngay khu vực hàng rào trước trụ sở Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Các xe rác tập kết ở đây chờ đến buổi chiều muộn mới được vận chuyển đi. Qua trao đổi với ban quản lý chợ được biết điểm tập kết rác này đã có từ lâu, ban quản lý chợ đã nhiều lần nhắc nhở các hộ buôn bán tự phát phía bên ngoài cần phải giữ vệ sinh môi trường, đồng thời ký hợp đồng với đơn vị thu gom vận chuyển rác thải trong ngày. Mặc dù rất muốn chuyển điểm tập kết rác đi nơi khác, nhưng do quỹ đất hạn hẹp nên đành phải giữ nguyên. Trong khi chờ giải pháp tìm được địa điểm khác để tập kết rác, ban quản lý chợ cần thường xuyên đôn đốc thu gom rác nhanh, dọn dẹp sạch sẽ để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tránh nguy cơ ngày càng trầm trọng hơn. Thời gian gần đây, trên hệ thống sông Bắc Hưng Hải chảy qua địa bàn xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, một số hộ dân đã tự ý mở bến đò ngang để chở khách qua sông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nếu không có biện pháp ngăn chặn. Nguyên nhân người dân tự mở bến đò qua sông là do cầu Ba Đông bắc qua hệ thống sông Bắc Hưng Hải đang được triển khai xây dựng. Những chiếc đò thô sơ chở người, phương tiện hoạt động bằng sức người kéo dây nên sự nguy hiểm càng lớn khi mà lượt hành khách quá đông trong khi sức người có hạn.
được biết bến đò trên là tự phát và Ủy ban Nhân dân xã Phan Xào Nam đã lập biên bản yêu cầu dừng hoạt động nhưng chủ đò vẫn cố tình vi phạm. Trước tình trạng trên, đề nghị chính quyền cơ sở, Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cừ cùng các đơn vị chức năng cần sớm ngăn chặn để tránh những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.